Hello, xin chào các tỷ phú tương lai. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kèo iDrop. Các bạn làm xong thì chỉ vài tiếng sau là các bạn đã nhận được luôn về ví rồi. Và cái cách thức nhận của nó thì rất là đơn giản. Nhưng trước khi để làm cái kèo này thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn về cái kèo khai thác TRX. Cái đồng TRX Min này ạ. Cái này thì là nhiều người hỏi mình về cái vấn đề rút ạ. Đó. Thì là mình nói luôn này, tức là mỗi một ngày ấy chúng ta chỉ được rút một lần duy nhất thôi ạ. Các bạn muốn rút vào giờ nào cũng được. Tức là nó không phải là cố định là 24 giờ, tức là ví dụ như ngày nay 9 giờ bạn rút thì ngày mai thì các bạn 9 giờ các bạn cũng phải rút, không phải như thế. Các bạn hiểu không ạ? Mà là cứ một ngày chúng ta vào chúng ta rút một lần, có thể là hôm nay bạn rút 9 giờ nhưng mà mai bạn rút 11 giờ, ngày kia bạn rút 5 giờ chiều cũng được, không vấn đề gì cả. Đó. Cái cơ bản là chúng ta chỉ được rút một lần duy nhất. Nếu như mà các bạn rút ở bên cái tài khoản đầu tư này thì các bạn sẽ không được rút ở bên cái tài khoản hoa hồng rep này nữa. Và nếu mà các bạn rút ở cái tài khoản hoa hồng rep thì các bạn cũng sẽ không được rút cái tài khoản đầu tư. Nó chỉ cho chúng ta rút một lần duy nhất, giống như là cái thằng áp đào TRX mà nhận 2,5% mỗi ngày đấy ạ. Đó, cũng chỉ được rút một lần duy nhất thôi, đúng không ạ? Nhưng mà cái thằng đấy nó cho chúng ta có thể là rút được từ tài khoản nọ sang tài khoản kia để chúng ta rút về. Nhưng mà cái thằng này thì không ạ. Thằng này thì nó hơn ở cái là của nó là 5%. Và cái cách thức rút thì là mình cũng đã nói rồi, đúng không ạ? Rút thì nó rất là đơn giản nha. Chúng ta chỉ về ví chất wallet hoặc là Chainlink Pro, chúng ta copy cái địa chỉ ví của TRX, đúng không ạ? Sau đó chúng ta gõ vào rút tiền này. Ở đây này, cái tài khoản cơ bản này nó là cái tài khoản mà chúng ta đầu tư đấy ạ. Đó, thì bây giờ nếu mình rút cái tài khoản cơ bản thì là mình chỉ rút được 10 TRX thôi, tại vì mình đầu tư 200, đúng không ạ? Và cái này nó không cộng dồn nha. Ngày nào các bạn không nhận là các bạn mất ngày đấy. Giống y như cái thằng bên kia cũng thế. Bên kia thì ngày nào chúng ta vào gõ vào cái ô màu đỏ đấy, đúng không ạ? Chúng ta nhận thì là chúng ta mới nhận được, còn không là cứ quên ngày nào là mất ngày đấy. Tại vì cái này của nó là nạp một lần và nhận vĩnh viễn. Đó, cho nên là nếu các bạn không nhận ngày nào là các bạn sẽ mất ạ, nó không cộng dồn chúng ta đâu. Đó. Và nếu các bạn muốn rút vào cái tài khoản hoa hồng thì các bạn rút vào đây, đúng không ạ? Đây, cái địa chỉ ví của mình nó đã nằm đây rồi. Cái hạn mức rút đây của mình sẽ là rút 117 đồng, đúng không ạ? Bảo mật này. Gõ vào giao dịch này. Đó. Thì nó trừ luôn rồi, đúng không ạ? Và cái con này thì nó rút một lúc nó mới về, chứ không phải nó về luôn đâu nha. Và có một số bạn hỏi mình là xem cái giao dịch rút tiền ở đâu. Thì các bạn gõ vào chữ của tôi này. Đó, và các bạn gõ vào lịch sử giao dịch này nha. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Cái số TRX mình vừa rút này, 117 TRX thì nó nằm ở đây này. Đó, và những cái chia sẻ có lợi nhuận hoa hồng các thứ, đó là nó nằm hết ở đây nha. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Thì là nó sẽ nằm hết ở đây. Đây này, đó. Đúng không? Đó. Đây này. Ví dụ như là có người ta nạp 500 TRX thì mình sẽ lợi nhận được 50 TRX, và có người nạp 250 thì mình nhận được 25. Đó, tức là nó sẽ theo 10%, các bạn hiểu là như thế nha. 10% ạ. Còn cái thu nhập này, có một số bạn hỏi là cái thu nhập này này, cái thu nhập này nó là cái gì? Cái thu nhập đó thì là nó là cái tổng số này. Chúng ta sẽ nhận được 5% ở trên tổng số này, nhưng mà nó chỉ để cho đẹp thôi chứ chúng ta đâu rút được đâu, đúng không ạ? Nó chỉ cộng, nó cứ cộng vào đấy để cho đẹp vậy thôi. Chứ còn thực tế ra là chúng ta đầu tư bao nhiêu thì chúng ta nhận bấy nhiêu. Ví dụ chúng ta đầu tư 200 thì chúng ta nhận 5% từ cái 200 đó là 10 đồng, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta đầu tư 500 thì chúng ta sẽ nhận 25 đồng. Đó, nó cứ theo 5% thôi. Còn cái chỗ này các bạn đừng có để tâm làm gì cả. Và tiếp theo đó là có một cái nữa. Đây, chỗ rút tiền mình quên ạ. Đây này, chỗ gift account này nó là quà tặng ạ. Quà tặng thì là khi chúng ta nạp vào thì chúng ta sẽ nhận được 5.000 cái đồng này. Nhưng mà đồng này nó không phải là TRX đâu nha. Đây này, mình cho các bạn coi nha. Đó,
mình rút thử thì nó trừ phí đi nha. Nó trừ phí đi thì về đây là còn 4.080 cái đồng TXT. Cái đồng này thì là, tức là theo như họ ấy, thì là họ làm ra cái đồng này để họ phát thưởng chúng ta, và sau này cái đồng này họ sẽ list sàn. Mình nghĩ là khó, nếu như mà một cái dự án gì thì mình có thể nghĩ đến cái vấn đề list sàn. Còn đây nó là một cái dự án đầu tư, cho nên là mình cũng không nghĩ đến cái vấn đề nó list sàn đâu. Và tiếp theo là cái này nó còn có một cái phần thưởng nữa, đó là nếu như mà ai mà nạp vào 500 TRX ý, thì các bạn có thể liên hệ với cái người này. Các bạn gõ vào của tôi này, các bạn gõ vào contact, tức là cái chỗ hỗ trợ ấy ạ. Các bạn copy cái sao chép cái này vào nha, sao chép vào, sau đó các bạn sang bên Telegram này và các bạn dán vào thanh tìm kiếm để các bạn liên hệ với người đó và cung cấp thông tin là mình đã đầu tư như thế, thì là họ sẽ thưởng 10.000 cái đồng TXT đó. Đó. Và cũng nhiều người thắc mắc với mình là cái vấn đề không có hỗ trợ. Vâng ạ, đây cũng chính là cái hỗ trợ luôn. Tức là các bạn gõ vào đây thì nó không thể ra được, đúng không ạ? Các bạn phải quay lại này, các bạn copy cái này, các bạn sang Telegram và các bạn gõ vào cái phần tìm kiếm này nha. Các bạn vào cái phần tìm kiếm này, đây này, các bạn nhìn thấy không ạ? TRX Rocket 1 này. Đó, các bạn gõ vào đây và các bạn cần hỗ trợ thì là các bạn tìm đến cái người này, các bạn hỗ trợ nha. Ở đây nó hỗ trợ trên Telegram chứ nó không hỗ trợ trực tiếp ở trong app này. Đó là một số cái thông tin mà mình cần lưu ý với các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang để nhận cái airdrop nha. Đây ạ, các bạn kích vào cái đường link ở dưới phần mô tả video ấy thì là nó sẽ đưa sang cái trang để nhận cái airdrop này nha. Chúng ta sẽ nhận được 60 cái đồng Unix này và rất là đơn giản, không có gì phức tạp cả. Đó là chúng ta chỉ việc dán cái địa chỉ ví và chúng ta thao tác rút thôi. Đây ạ, các bạn gõ vào cái ba chấm ở trên đầu này và các bạn vào dịch này để các bạn đọc những cái thông tin của nó ở đây nha. Chứ còn nếu mà mình đọc thì nó rất là dài luôn, dài ngoãng luôn. Và đây nó có nói là tổng cung của cái đồng Unix này là 21 triệu. Đó. Và cái giải thưởng airdrop sẽ là 6 triệu, huy động cộng đồng vốn là 15 triệu. Đó. Thì là các bạn có thể là đọc hết ở đây nha. Đó, 14 ngày nữa thì là nó sẽ hết cái chương trình airdrop này nha. Và ở đây thì các bạn nhìn thấy cái chỗ để chúng ta dán ví không ạ? Đó, thì các bạn về ví chiếc wallet hoặc là ví MetaMask, ví dụ như mình làm ở trên ví MetaMask chẳng hạn nha. Còn các bạn làm ở chiếc wallet thì các bạn về ví chiếc wallet, các bạn mở cái địa chỉ ví kia ra đây nhá. Các bạn gõ vào cái ví bên trên này, các bạn tìm đến cái mạng HecoChan. Còn nếu bạn nào chưa có thì các bạn phải thêm cái địa chỉ ví HecoChan vào nha. Sau đó là các bạn sao chép này, sao chép ngay phía bên trên này thôi. Ở đây nó đơn giản là chúng ta có thể sao chép ngay phía bên trên này này, sau đó các bạn dán vào đây nha. Đó. Và các bạn gõ vào chữ submit ở bên cạnh này. Đó là các bạn đã vào đến đây rồi nha. Kéo nó xuống để làm mới trang ạ. Kéo xuống thả tay ra. Đó, để chúng ta làm mới lại cái trang web của họ nha. Đó thì các bạn nhìn thấy là chúng ta đã nhận được 60 cái đồng Unix này chưa ạ? Các bạn gõ vào cái ô màu xanh ở bên cạnh này. Đây nha, mình để sang dịch tiếng Việt để cho các bạn dễ nhận này. Đây ạ. Thì các bạn gõ vào cái chữ trích xuất này nha. Ô màu xanh này nhỏ nhỏ bên cạnh này, các bạn gõ vào. Đó, các bạn gõ vào chữ xác nhận, cái ô màu xanh bên cạnh. Đó, ok. Gõ vào chữ ok, thế là xong thôi. Chỉ vài tiếng là nó sẽ về nha. Đó. Và các bạn kéo lên này. Các bạn kéo lên, các bạn sẽ thấy cái chỗ link liên kết. Đó, tức là các bạn đi mời ạ. Đây này, sao chép và chia sẻ liên kết của bạn. Bạn và người được mời sẽ được thưởng cùng một lúc là 60 Unix. Và mỗi một người thì chúng ta chỉ được mời tối đa 100 người thôi ạ. Đó, hơn thì cũng không được đâu nhé. Đó, thì là các bạn sao chép ở đây và các bạn đi các bạn mời. Mời cho mọi người, người ta làm cùng và người ta nhận thì các bạn cũng sẽ nhận được nha. Đấy, các bạn kéo lên. Ở bên dưới thì là nó sẽ có cái địa chỉ hợp đồng ạ. Đây ạ, cái địa chỉ hợp đồng của đồng Unix này ạ. Các bạn sao chép này. Sau đó các bạn về ví MetaMask này. Các bạn dán vào nha. Các bạn vào chỗ thêm token này.
dán cái con chắc của nó vào, các bạn gõ nhẹ vào màn hình một cái đó thì nó mới nổi được cái thông số. Nhiều bạn bảo em dán vào nó không nổi, tại vì các bạn không gõ, nó lì ra như thế, thì các bạn phải gõ nhẹ vào cái màn hình cái thì nó sẽ nổi cái thông số ở dưới này, đúng không ạ? Các bạn gõ vào thêm token đó, các bạn nhìn thấy không? Thế là được rồi nha, chỉ một lúc nữa là nó về đấy, lâu thì cũng chỉ vài tiếng thôi ạ. Còn đối với lại chiếc wallet thì cũng thế ạ, các bạn vào ví chiếc wallet này, muốn lấy địa chỉ ở trên ví chiếc wallet nha, thì các bạn gõ vào cái thanh tìm kiếm ở bên trên này này, các bạn gõ chữ HT là nó ra luôn mà, HT này đó, thì là cái địa chỉ ví để chúng ta dán vào ấy, nó là cái địa chỉ ví Huobi EcoCham này nha. Thì các bạn mở ra này, sau đó các bạn gõ vào cái chữ sao chép này để các bạn lấy địa chỉ ví, các bạn gửi các bạn dán sang bên kia để các bạn nhận nha. Để thêm token ấy ạ, thì các bạn cũng gõ vào đó, các bạn dán con chắc của nó vào đây, đúng không ạ? Nó sẽ không hiện thì các bạn gõ vào tự thêm các đồng tiền mã hóa, sau đó các bạn chuyển cái mạng lưới Ethereum này sang Huobi EcoCham và các bạn dán cái địa chỉ ví hợp đồng đó vào cho mình này. Đó, nó hiện lên đúng không ạ? Sau đó các bạn gõ vào chữ làm xong ở bên trên này nha. Đó. Cái này là nó thông với lại một cái ví MetaMask phụ của mình. Đó, cho nên là cái ví đó mình làm trước rồi ý, cho nên là bây giờ nó hiện luôn ở trên này đấy ạ. Đó, các bạn thấy không ạ? Đó, nó rất là đơn giản nha. Tranh thủ làm luôn để nhận, tại vì là cái airdrop của nó chỉ có 6 triệu thôi ạ. Thế nếu như mà chúng ta mà không tranh thủ làm thì nó sẽ hết đấy ạ. Và bây giờ mình sẽ quay cái event trúng thưởng của video ngày hôm trước nha. Và các bạn lưu ý cho mình ấy là nếu như mà có rep ấy thì khi nó cộng lên đây thì các bạn cũng phải rút nhá. Các bạn cũng phải gõ vào trích xuất. Gõ vào cái trích xuất này thì là nó mới rút về ví cho mình nha. Còn nếu các bạn không gõ là nó cũng không thể về được đâu ạ. Có 155 comment. Cái này là nó trừ những comment trùng lặp. Xem ai sẽ là người may mắn trúng thưởng của ngày hôm nay nào. Trời ơi, bật wifi lên rồi mà sao vẫn đơ đơ đào đào thế. Trời đất ạ. Oh my god. Cũng lâu vậy hả ta? Lâu quá đi. Hay là tại nó nặng quá. Trời đất ơi, còn nhiều tin nhắn lắm luôn á. Mình chưa ấy được này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Mà cái lệnh rút 117 TRX của mình đã về rồi đây này. Đó. Nó cũng có giờ đấy, mình thấy nó quy định là rút từ 1 giờ đến 00 giờ. À. À, 1 giờ đến 24 giờ Singapore, thế thì là hết rồi còn gì đúng không ạ? 1 giờ đến bao nhiêu nhỉ? Mình không nhớ nữa, hôm đấy mình có đọc ở chỗ nào là thấy nó báo là từ 1 giờ đến 22 giờ này này. Đó, thì các bạn rút vào cái khung giờ đấy thì là nó sẽ nhanh về. Hà Đoàn, comment, thank you tỷ. Vâng, chúc mừng bạn đã là người chiến thắng trong cái video ngày hôm trước. Liên hệ với mình qua Zalo để nhận thưởng nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái kèo hot của mình nha. Bye bye.